Kính chào quý vị, rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay thứ ba ngày 16 tháng 4 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Bệnh viện Quân y 175 ra mắt trung tâm huấn luyện cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Các nhà vườn tại Thành phố Hồ Chí Minh chật vật ứng phó với nắng nóng gay gắt và khô hạn kéo dài. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiểm tra 5.000 doanh nghiệp vận tải, xử lý nghiêm nạn xe dù bến cóc. Người dân Iran và Israel khôi phục sinh hoạt bình thường sau loạt tấn công đêm 13 tháng 4. Thưa quý vị, chiều qua 15 tháng 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Quân y 175 thuộc Bộ Quốc phòng đã ra mắt trung tâm huấn luyện cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Đây cũng là trung tâm huấn luyện cấp cứu chấn thương quốc tế thứ 5 của Đông Nam Á. Trung tâm huấn luyện cấp cứu chấn thương quốc tế ITLS đầu tiên tại Việt Nam được thành lập tại Bệnh viện Quân y 175 ở Thành phố Hồ Chí Minh với đội ngũ nhân sự điều hành, điều phối và giảng viên đạt chuẩn quốc tế. Với sự hợp tác của các đối tác quốc tế, từ tháng 2 năm 2023, trung tâm đã bắt đầu triển khai khóa huấn luyện giảng viên về cấp cứu chấn thương quốc tế do các chuyên gia Mỹ trực tiếp huấn luyện. Chương trình huấn luyện gồm 5 giai đoạn nhằm triển khai quy trình huấn luyện và chứng nhận đội ngũ giảng viên cấp cứu chấn thương của Việt Nam đạt chuẩn quốc tế. Trong đó, đáp ứng yêu cầu huấn luyện và cấp chứng chỉ ELTS quốc tế cho cán bộ, nhân viên y tế theo yêu cầu của Liên Hiệp Quốc trước khi triển khai tới các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, tình trạng hạn mặn đang diễn ra gay gắt ở khắp các tỉnh thành khu vực Nam Bộ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh tuy không bị tác động nặng nề như các tỉnh miền Tây Nam Bộ, nhưng nắng nóng gay gắt và khô hạn kéo dài cũng khiến người dân chật vật ứng phó, nhất là với các vùng sản xuất nông nghiệp ở ngoại thành. Nắng nóng gay gắt lại có thêm nước mặn xâm nhập vào kênh mương nội đồng, khiến 3 hecta mai của nhà ông Đức ở xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh chưa kịp lớn đã héo khô. Nó dao động từ 1.5 cho tới 3 chấm tùy cái khu vực nước. Thì từ trên 1 chấm là cái cây mai con với lại cái mai chậu đã bị ảnh hưởng rồi. Nhiều nông dân chấp nhận tăng gấp 3 lần tiền điện, gấp 10 lần chi phí nước sinh hoạt vẫn không đủ để cấp cứu vườn mai. Theo đánh giá, hạn mặn năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh gay gắt hơn nhiều so với trung bình nhiều năm, lại thêm nắng nóng gay gắt liên tục 2 tháng qua, trời hầu như không mưa. Chỉ riêng thủ phủ mai vàng Bình Lợi, khoảng 20-30% trong tổng số hơn 500 hecta mai đang bị thiệt hại nghiêm trọng do thiếu nước tưới. Trong trường hợp mà căng thẳng thì tăng cường cái lượng nước từ sông Sài Gòn và khu vực Bình Lợi. Hạn mặn ở Nam Bộ dự báo sẽ còn kéo dài đến cuối tháng 5. Ngành chức năng Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo bà con nông dân nắm thông tin để trữ nước phục vụ tưới tiêu, chủ động thích nghi với khô hạn. Nông dân tại tỉnh Bến Tre cũng đang đối phó với hạn mặn. Để hỗ trợ bà con, chiều hôm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 phối hợp với địa phương tổ chức cấp phát miễn phí nước sạch cho các hộ dân. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã hỗ trợ 1.000 bình loại 20 lít nước uống tinh khiết cho bà con huyện Bình Đại. Ngoài việc vận chuyển nước hỗ trợ miễn phí, các cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 còn phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền cho bà con về tiết kiệm nước và sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, bảo vệ sức khỏe, nhất là trong điều kiện hạn hán, xâm nhập mặn còn diễn biến phức tạp. Sau 3 ngày xảy ra sự cố sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, lực lượng chức năng vẫn chưa thể thông hầm như dự kiến. Các lực lượng chức năng đã huy động tối đa lực lượng phương tiện 24/24 khắc phục sự cố trên tuyến đường sắt nối hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Ngành đường sắt bổ sung phương án khoan từ trên sườn núi, bơm bê tông xuống hầm đường sắt Bãi Gió tỉnh Khánh Hòa để gia cố khắc phục sạt lở. Đây là giải pháp được đưa ra sau khi việc khắc phục trong hầm gặp nhiều khó khăn do xảy ra thêm 3 đợt sạt lở, khiến khoảng 20 mét hầm bị đất đá vùi. Đường sắt thì báo cáo anh thì chúng tôi chỉ mong thông đường từng giờ thôi. Đấy, nhưng mà do cái điều kiện địa chất như thế này thì dự kiến để mà thời gian chính xác là rất khó khăn. Cho nên chúng tôi có thể tính là trước mắt là trong tuần này. Từ khi xảy ra sự cố, đường sắt Bắc Nam đoạn qua hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa không thể lưu thông. Hơn 10.000 lượt hành khách được trung chuyển bằng ô tô để tiếp tục hành trình. Hàng hóa đông lạnh cũng được miễn phí trung chuyển. Bắt đầu ngày hôm nay thì em phải chuyển tải hàng. Đúng ra là cái hàng này người ta chưa chuyển tải nhưng mà do cái sự cố hầm cho nên là những cái hàng nó cái thời gian vận chuyển nó đòi phải nhanh cho nên người ta cũng còn cái chuyển tải hàng. Hầm Bãi Gió dài khoảng 900 mét đang trong giai đoạn cải tạo vì xuống cấp. Tuy nhiên do địa chất phức tạp, khi đơn vị thi công bóc từng phần kết cấu vỏ hầm thì xảy ra sạt lở. Thưa quý vị, hôm qua tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, ban tổ chức Dỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 đã tổ chức rước kiệu về Đền Hùng, tri ân công đức các vua hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Nghi lễ rước kiệu về đền Hùng tái hiện lại các hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của cư dân vùng đất tổ gắn với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, đồng thời tạo sự phong phú, hấp dẫn của các hoạt động văn hóa dân gian trong dịp giỗ tổ. Đi đầu đội hình rước kiệu là đoàn múa sư tử, tiếp theo là đoàn rước quốc kỳ và cờ hội, đội rước cờ thần nhỏ, các thiếu nữ đội lễ vật, đoàn người đánh chiêng trống, các cụ cao niên mặc áo the, khăn xếp cùng bà con nhân dân tham gia rước kiệu. Đây là một trong những hoạt động nhằm tôn vinh giá trị tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thưa quý vị, bộ phim Bóng của Chị Thành tiếp tục được phát sóng trên HTV tối nay trong tập 17. Kể từ khi Trang Phạm có thai, cuộc sống của cô và Bảo Nam dường như bất ổn hơn. Bảo Nam bị bà nội phát hiện đang học đầu bếp tại nhà hàng Chú Minh, cùng với đó là tin đồn khách sạn phá sản khiến gia đình phải lao đao. Ở diễn biến khác, scandal của Trang Phạm được phát tán rộng rãi, kéo theo hàng loạt kiếp nạn khác. Liệu rằng cặp đôi có thể nắm tay nhau vượt qua sóng gió lần này? Đón xem tập 17 Bóng của Chị Thành phát sóng lúc 19:30 ngày 16 tháng 4 trên kênh HTV7. Thưa quý vị, theo thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến đầu tháng 4 năm nay, thành phố hiện có 87 điểm đón trả khách sai quy định, tăng 17 điểm so với tháng 10 năm ngoái. Điểm xe dù bến cóc tập trung nhiều nhất ở thành phố Thủ Đức với 26 điểm, tiếp đến là quận 5 với 20 điểm, quận 10 có 10 điểm, quận 1 có 8 điểm, quận Tân Bình 7 điểm. Ngoài ra, tình trạng này còn tồn tại ở các quận 12, Bình Thạnh, Bình Tân, Tân Phú, huyện Hóc Môn, Bình Chánh, gây ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thời gian tới sẽ kiểm tra toàn diện với 5.000 doanh nghiệp vận tải để đưa hoạt động kinh doanh vận tải vào nề nếp, trong đó áp dụng các biện pháp chế tài mạnh hơn như thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô, không cấp lại cho trường hợp chưa khắc phục vi phạm. Liên quan vụ xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh bị tai nạn tại tỉnh Kon Tum hôm 13 tháng 4, đến hôm qua toàn bộ các nạn nhân đã được chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận điều trị 15 người. 6 trường hợp nhẹ sau khi được thăm khám với kết quả xây xát ngoài da đã được cho xuất viện, còn lại 9 nạn nhân tiếp tục được theo dõi điều trị tại nhiều chuyên khoa, trong đó các nạn nhân ở khoa chấn thương chỉnh hình trong tình trạng nặng, một ca rất nặng, tiên lượng dày dặc. Các bác sĩ đang tích cực hỗ trợ cấp cứu cho bệnh nhân. Chúng tôi ghi nhận tình trạng xuất huyết não và phù não có tiến triển và tình trạng thiếu máu bệnh nhân vẫn còn. Sau khi điều chỉnh rối loạn đông máu và thiếu máu của bệnh nhân, hiện tại tình trạng bệnh nhân vẫn còn mê. Trước đó ngày 13 tháng 4, xe khách chở đoàn cán bộ Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh gồm 21 người đi du lịch tại tỉnh Kon Tum. Khi đến quốc lộ 24 đoạn qua xã Đắc Tờ Re, huyện Con Rẫy thì va chạm với xe tải chạy ngược chiều lại. Vụ tai nạn làm một người chết tại chỗ, tất cả những người còn lại đều bị thương. Chiều qua tại thành phố Hải Phòng, trong lúc tháo dỡ nhà, một nam công nhân không may bị mảng tường lớn đổ xuống, đè trúng người, tử vong tại chỗ. Khoảng 16 giờ ngày 15 tháng 4, tại khu vực xã An Đồng, huyện An Dương, nam công nhân đang tháo dỡ nhà, nằm trong khu vực giải tỏa thuộc dự án xây dựng nút giao thông. Không may lúc này mảng tường lớn bất ngờ đổ sập, đè trúng, khiến người này tử vong tại chỗ. Công an cùng các đơn vị liên quan đã có mặt khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài để phục vụ công tác điều tra. Một tai nạn tương tự cũng xảy ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đang sửa chữa một kiosk, nhóm thợ bị tường sập đè trúng khiến một người chết, ba người bị thương. Nạn nhân tử vong 48 tuổi, trú tại địa phương. Vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 15 tháng 4 tại một công trình nhà dân trên đường Đê Trung Đình, thành phố Huế. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã đến hỗ trợ, đưa người đi cấp cứu và điều tra nguyên nhân vụ việc. Dông lốc trong hai ngày 13 và 14 tháng 4 vừa qua đã gây nhiều thiệt hại về tài sản với bà con ở hai huyện Kỳ Sơn và Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Theo dự báo, thì các đợt mưa dông kèm theo lốc sét, mưa đá cục bộ sẽ còn tiếp diễn trong các ngày tới. Tại huyện Kỳ Sơn, ít nhất 400 nhà dân cùng một số đơn vị trường học bị hư hỏng, trong đó có 34 nhà bị hư hại hơn một nửa, gần 360 nhà hư hại nhẹ. Trong đó, các địa phương chịu hậu quả nặng nề nhất là xã Bảo Thắng và xã Chiêu Lưu. Dông lốc cũng làm gãy đổ hạ tầng lưới điện, gây mất điện tuyến Na Loi, Độc Mậy, Ken và Bảo Thắng. Tại huyện Anh Sơn, lốc xoáy cũng làm khoảng 19 nhà dân bị hư hỏng, 150 hecta lúa, 720 hecta bắp và rau màu bị gãy đổ, tổn thất hơn 800 hecta rừng. Ước tính tổng thiệt hại lên đến gần 60 tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, biến đổi khí hậu và El Nino gây ra tình trạng tẩy trắng san hô hàng loạt lần thứ tư trên thế giới.
vui nhộn giải chạy đua marathon kết hợp với trượt ba tanh tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ngày 15 tháng 4, lực lượng phòng vệ Israel cho biết tất cả các biện pháp phòng ngừa được áp dụng sau cuộc tấn công của Iran vào đêm 13 tháng 4 đã được dỡ bỏ. Iran cũng đã mở lại các sân bay trên cả nước. Lực lượng phòng vệ Israel đã quyết định dỡ bỏ các biện pháp hạn chế, trong đó có lệnh cấm trường học và cơ sở giáo dục hoạt động hay cấm tụ tập ngoài trời vào nửa đêm 14 tháng 4 sau khi đánh giá tình hình thực tế. Tại thủ đô Tel Aviv, cuộc sống vẫn bình thường. Tôi mừng là không có ai bị thương và chúng tôi có hệ thống phòng thủ tốt, nhưng đáng lẽ việc này không nên xảy ra. Tôi thực sự hy vọng sẽ không xảy ra một cuộc chiến tranh lớn, không ai muốn một cuộc chiến tranh. Tôi hy vọng sẽ có hòa bình trong khu vực, đó là tất cả những gì chúng tôi mong muốn, và các con tin sẽ trở về an toàn. Dự kiến nội các chiến tranh của Israel nhóm họp vào tối 15 tháng 4 giờ Việt Nam để thảo luận thêm về cuộc tấn công vừa qua của Iran. Trong khi đó cùng ngày, các sân bay ở thủ đô Tehran và nhiều nơi khác tại Iran đã nối lại hoạt động. Giới chức Iran từng khẳng định cuộc tấn công của nước này đã kết thúc, nhưng cảnh báo rằng sẽ có hành động đáp trả ngay lập tức trên phạm vi rộng và tối đa nếu Israel có hành động trả đũa. Ngày 15 tháng 4, Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ và Tổ chức Sáng kiến Rạn san hô Quốc tế đã chính thức xác nhận tình trạng tẩy trắng san hô hàng loạt lần thứ tư trên thế giới. Thông báo đưa ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu và hiện tượng El Niño làm tăng nhiệt độ đại dương lên mức kỷ lục. Hiện tượng tẩy trắng san hô xảy ra khi nhiệt độ đại dương tăng vượt quá khả năng chịu đựng của san hô, làm chết các tảo màu sinh sống bên trong bồ của chúng. Khí thải gây hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu là những nguyên nhân chính khiến nước biển ấm lên. Để một hiện tượng tẩy trắng san hô được tuyên bố toàn cầu, nó phải được ghi nhận tại các lưu vực Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và biển Caribe trong 365 ngày. San hô bị tẩy trắng đã được báo cáo tại ít nhất 54 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp nơi trên thế giới kể từ tháng 2, 2023. Quy mô của đợt tẩy trắng này là rất lớn. Ba lần tẩy trắng san hô hàng loạt trước đó xảy ra vào các năm 1998-2010 và giai đoạn 2014-2017, điều trùng với thời điểm hiện tượng El Niño hoạt động mạnh làm tăng nhiệt độ đại dương. Theo các nhà khoa học, cách duy nhất để bảo vệ các rạn san hô là ngăn chặn phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, kết hợp với kiểm soát ô nhiễm tại các địa phương và hạn chế khai thác bờ biển. Một phụ nữ Nigeria đã hoàn thành chuyến đi đường bộ kéo dài 68 ngày từ thủ đô London của Anh đến thành phố Lagos của Nigeria trong nỗ lực thúc đẩy hình ảnh về một châu Phi an toàn và kết nối. Cuộc hành trình đi qua 16 quốc gia, bao gồm cả sa mạc Sahara. Cô Pelumi Nubi, 28 tuổi, đã sử dụng chiếc xe Peugeot nhỏ để thực hiện chuyến thám hiểm đầy tham vọng, bắt đầu vào ngày 31 tháng 1 và kết thúc vào ngày 7 tháng 4. Tôi muốn làm điều gì đó táo bạo và dũng cảm, đồng thời khuyến khích mọi người bước ra khỏi vùng an toàn của mình để truyền cảm hứng phiêu lưu và du lịch. Cô Nubi nói rằng hành trình của mình đã thách thức những quan niệm sai lầm thường gặp về châu Phi, nêu bật sự khác biệt giữa những định kiến và thực tế về khu vực này. Cô cho biết đã gặp phải một số khó khăn tại các cửa khẩu biên giới và cho rằng một châu Phi dễ tiếp cận hơn, tương tự như biên giới mở của châu Âu, sẽ khuyến khích thương mại và du lịch xuyên lục địa. Cứ mỗi tối thứ Bảy, một khu phố ven biển ở thủ đô La Habana của Cuba lại biến thành một rạp chiếu phim ngoài trời độc đáo. Hàng chục gia đình đã có một trải nghiệm tập thể vui vẻ và gần gũi. Trước khi mặt trời lặn, hàng chục gia đình lại tụ tập giữa khu phố La Buntula, chọn một vị trí thoải mái trên ghế hay thảm trải dưới đất, cùng nhau thưởng thức bộ phim được chiếu trên tường một tòa nhà. Mọi người có thể ngồi ở bất cứ nơi nào họ muốn, chúng tôi cùng nhau ăn uống và chia sẻ niềm vui. Rạp phim ngoài trời này thuộc dự án có tên gọi Bãi đậu xe, được một nhóm các bạn trẻ yêu thích điện ảnh lên ý tưởng một năm trước. Xem một bộ phim trong không khí mở sẽ tạo ra một trải nghiệm đáng nhớ, đặc biệt trong khung cảnh đẹp như thế này. Chúng tôi cũng hy vọng sẽ tạo ra một nơi gặp gỡ an toàn để mọi người thưởng thức điện ảnh miễn phí. Xem phim giữa gió mát và trời sao, trong tiếng sóng vỗ rì rào, dự án ngày càng thu hút đông đảo người tham gia. Thưa quý vị, một giải chạy đua marathon vừa diễn ra trên đường phố Thượng Hải, Trung Quốc, thu hút nhiều vận động viên chuyên nghiệp và người tham gia đủ mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, đây không chỉ là một giải chạy thông thường mà còn có sự kết hợp với trượt ba tanh. Ban tổ chức cho biết đây là giải marathon kết hợp giữa chạy đua và trượt ba tanh đầu tiên được tổ chức ở châu Á. Mặc dù cuộc đua dự kiến bắt đầu lúc 7 giờ sáng, nhưng nhiều người đã đến bến Thượng Hải từ 6 giờ để khởi động. Có mặt là những người đam mê trượt ba tanh đủ mọi lứa tuổi.
Em rất vui khi được tham gia sự kiện này, nên sáng nay em đã thức dậy từ lúc 5 giờ. Tôi đã 78 tuổi, tôi rất vui khi được tham gia sự kiện này với rất nhiều người. Người thi xuất phát từ bến Thượng Hải, trượt 3 năm trước rồi mới chạy đua. Chưa kể có cả một cuộc đua trực tuyến. Thượng Hải là điểm dừng đầu tiên trong số 6 điểm dừng trong một loạt cuộc đua do World Skate tổ chức. Sự kiện quy tụ hơn 400 vận động viên trượt patin chuyên nghiệp từ khắp nơi trên thế giới. Thưa quý vị, hôm nay các đội đua cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 2024 sẽ có một ngày nghỉ tại Đà Nẵng trước khi thi đấu chặng 13 vào ngày 17 tháng 4. Hiện cuộc đua đã hoàn thành một nửa chặng đường. Đến lúc này, đội An Giang đang có thành tích ấn tượng với coureur Peter Rikunov là mũi nhọn tấn công. Năm ngoái, tập thể này chính là đội thành công nhất khi đoạt danh hiệu áo vàng, áo xanh và cúp đồng đội. Cán đích đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng, Peter Rikunov hiện đã có 6 chiến thắng chặng cá nhân và một chiến thắng tập thể ở nội dung đồng đội tính giờ cùng ekip An Giang. Anh tiếp tục duy trì phong độ ổn định cả khi nước rút lẫn lúc cần bền bỉ trên những ngọn đèo. Sau 12 chặng, coureur người Nga đang giữ đồng thời áo vàng lẫn áo xanh. Ngoài hai danh hiệu kể trên, ekip An Giang cũng đang giữ áo cam dành cho tay đua Việt Nam có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng chung cuộc. Nguyễn Tấn Hoài có thành tích tốt hơn 49 giây so với nhóm bám đuổi. Hiện tại, tập đoàn Lộc Trời An Giang đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng đồng đội, kém đội đầu bảng Thành phố Hồ Chí Minh Vinama 2 phút 20 giây. Thông tin cập nhật thưa quý vị, ngày 15 tháng 4 theo giờ Mỹ, ông Donald Trump đã trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên phải hầu tòa liên quan đến cáo buộc hình sự. Ông bị cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng một nữ diễn viên phim khiêu dâm nhằm ém thông tin bất lợi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Trong ngày đầu tiên, tòa dự kiến chọn ra bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên và 6 người thay thế trong tổng số 96 người tiềm năng. Tuy nhiên, quá trình này đã gặp khó khăn. Hơn 50 người đã rút lui sau khi nói với người phụ trách phiên tòa là thẩm phán Juan Merchant rằng họ không thể đảm bảo được tính công bằng. Thêm ít nhất 9 người rút lui vì lý do khác. Quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 16 tháng 4 theo giờ địa phương. Sau khi rời khỏi tòa, ông Trump một lần nữa tuyên bố đây là một cuộc săn lùng phù thủy mang động cơ chính trị và là hành động can thiệp bầu cử. Phiên tòa xét xử cựu tổng thống Mỹ dự kiến sẽ kéo dài đến hết tháng 5. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây buổi chiều vào khung giờ quen thuộc 18:30 với những thông tin cập nhật trong ngày. Xin kính chào, tạm biệt.